Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 8 tháng 7 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với tỉnh Hưng Yên về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023. Hội nghị xét công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Cảnh sát với chiêu trò giả mạo cán bộ để lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đào Hồng Vận, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận 37 dự án nhà ở, đô thị, 12 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động, có hơn 480 doanh nghiệp được thành lập hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 39 doanh nghiệp giải thể và 62 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh. Về nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị, nhà ở công nhân, tỉnh Hưng Yên đã cho phép triển khai 4 dự án nhà ở xã hội độc lập và 14 dự án nhà ở thương mại có dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Đoàn giám sát đánh giá cao việc tỉnh Hưng Yên là một trong số ít địa phương trên cả nước dành quỹ đất độc lập cho xây dựng nhà ở xã hội. Sự phát triển nhà ở xã hội đã bước đầu đáp ứng nhu cầu của người dân, thị trường bất động sản phát triển nhanh, mạnh. Đoàn cũng đề nghị tỉnh báo cáo bổ sung về các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích thực hiện các dự án nhà ở xã hội, trong đó có các dự án nhà ở cho công nhân để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, việc tiếp cận nguồn vốn vay dành cho xây nhà ở xã hội đối với các doanh nghiệp, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, việc một số dự án còn chậm trễ. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh về một số kết quả của tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Đồng chí cũng đã nêu ra những khó khăn của một số những kiến nghị trong việc xây dựng nhà ở xã hội với Quốc hội. Đối với chúng tôi khi bắt đầu quy hoạch tỉnh ấy, thì chúng tôi quy hoạch là 9.500 ha các khu công nghiệp. Thì chúng tôi đã bố trí là 10% quỹ đất công nghiệp để làm đất nhà xã hội. Thế hiện nay là chúng tôi có khoảng trên 500 ha có quy hoạch nhà xã hội, khu vực lớn nhất là 50 ha, còn ít nhất là 30 ha. Có hai ý cơ bản nhất để nhà xã hội phát triển thì một là luật đất đai giao cho chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng sạch và giao cho nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm để thực hiện các nhà xã hội. Mà các nhà đầu tư có quyết định là trong vòng 5 tháng hay 6 tháng không triển khai thì thu hồi. Hay là cái tiêu chí tiêu chuẩn để mua cho này nó đơn giản bớt đi. Người ta không có nhà, người ta khó khăn, thu nhập hàng tháng vợ chồng 10 triệu, 20 triệu một tháng luôn. Thu nhập hơn thì đấy là cho phép mua. Mà người ta không nhờ, nó đơn giản như thế thôi thì đối tượng mua rất là dễ. Chứ bây giờ là rất nhiều các thủ tục. Thế này là thu nhập ra sao, rồi hai là phải có hộ khẩu thường trú. Cần là cần những người ở địa phương khác để người ta mua cái nhà xã hội đấy thì lại không được mua. Đoàn giám sát của Quốc hội ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Hưng Yên đã cung cấp nhiều dữ liệu thông tin hữu ích cho đoàn giám sát trong xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Trong buổi sáng, đoàn công tác của Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã khảo sát thực tế tại dự án khu đô thị Rim City, khu đô thị Đại An, huyện Văn Giang và dự án khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc, thị xã Mỹ Hào. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh để thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì hội nghị. Sau hơn 13 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự cố gắng của các cấp ủy chính quyền, sự chung sức đồng lòng của người dân, đến nay huyện Văn Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đạt và vượt. Tổng huy động nguồn lực từ năm 2011 đến hết năm 2023 là hơn 17.000 tỷ đồng. Đến nay toàn bộ hệ thống hạ tầng điện, đường, trường trạm trên địa bàn đều đảm bảo chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 378 doanh nghiệp và đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên 8.000 lao động. Có 3 đại đô thị hiện đại và nhiều đô thị nhỏ và nhà ở liên kề. Trên 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa,
sản xuất theo hướng chuyên canh quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Như quy vùng hoa, cây cảnh, vùng cây ăn quả, có 7 làng nghề được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận và nhiều hợp tác xã hoạt động theo chuỗi liên kết, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân thu nhập trên 1 hectare canh tác đạt trên 442 triệu đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 125 triệu đồng một người trên năm, tăng 4,43 lần so với năm 2011. Tỷ lệ nghèo còn 0,39%. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống người dân được nâng cao, đã có 7 trên 10 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Trên địa bàn không còn tình trạng nợ đọng tiêu chí nông thôn mới. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, Văn Giang phấn đấu 100% các xã đạt nông thôn mới nâng cao, huyện không còn hộ nghèo, 50% số thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, thu nhập đầu người đạt 155 triệu đồng một người trên năm. Tại hội nghị, 100% các thành viên ban chỉ đạo dự đã bỏ phiếu đồng ý đề nghị công nhận huyện Văn Giang đạt huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Sáng nay, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 22 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Hưng Yên có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%, tổng thu ngân sách đạt trên 2.858 tỷ đồng, đạt trên 157% kế hoạch. Đã trình tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035, đã tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 102 dự án với tổng diện tích trên 193 ha. Hiện đã giải phóng mặt bằng trên 90 ha. 6 tháng cuối năm, thành phố tập trung thu hút đầu tư vào những ngành có giá trị gia tăng cao, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế, rà soát, nắm các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tiếp tục tập trung tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư công 2024. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành thông báo số 442 tổ chức kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2024. Kỳ họp sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ngày diễn ra kỳ họp sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Thưa quý vị và các bạn, với sự kiện ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên và xúc tiến đầu tư cùng việc khánh thành khởi công hai dự án giao thông quan trọng, đang có nhiều niềm tự hào, xen lẫn niềm tin vào sự phát triển đột phá. Để đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên nằm trong nhóm có quy mô kinh tế và trình độ phát triển dẫn đầu của cả nước. Đồng thời, với tư duy đột phá, tầm nhìn vượt trước, quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với hàng loạt dự án quan trọng được triển khai sẽ tạo động lực mới, những xung lực mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh. Để tạo động lực cho phát triển, tỉnh Hưng Yên luôn nhất quán quan điểm giao thông đi trước mở đường. Tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình vừa được khánh thành và đường Tân Phúc - Quang Phan vừa được khởi công sẽ là hai trục xương sống trong bố trí không gian phát triển của tỉnh, kiến tạo các giá trị phát triển mới. Tuyến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, đây là một dự án hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là đối với ba tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình, giúp cho việc kết nối giữa hai tuyến đường cao tốc quốc lộ 5 và quốc lộ 1, kết nối giữa các địa phương trong tỉnh, đồng thời làm giảm cái áp lực vào cái cửa ngõ phía đông và phía nam của thủ đô Hà Nội. Đây cũng là một cái động lực quan trọng để giúp cho địa phương hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư trong thời gian tới. Chúng tôi cũng tiến hành khởi công cái dự án đường Tân Phúc - Vọng Phan. Đây là một dự án giao thông trọng điểm của tỉnh để hoàn thiện cái kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt
và đặc biệt là nó có cái ý nghĩa quan trọng trong cái việc là phát triển kinh tế cái vùng Đông Nam của tỉnh Hưng Yên. Dự án khu công nghiệp Thổ Hoàng trên diện tích 250 ha với vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng vừa được trao quyết định chủ trương đầu tư là dự án khu công nghiệp thứ 11 ở Hưng Yên, được triển khai và sẽ góp phần đưa huyện Ân Thi trở thành thủ phủ công nghiệp của tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Chúng tôi cam kết sẽ dùng mọi nguồn lực để triển khai ngay lập tức dự án này và đúng các điều kiện của pháp luật quy định để mà đóng góp vào cái định hướng biến Hưng Yên thành một tỉnh công nghiệp. Chúng tôi định hướng rằng là đây sẽ là một khu công nghiệp xanh và cuốn hút các cái nhà đầu tư mà có các cái công nghệ xanh. Theo quy hoạch đến năm 2030, trên địa bàn huyện Ân Thi sẽ có 14 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 2.600 ha. Đây sẽ là cú hích lịch sử để một trong những huyện nghèo bứt phá vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh. Trước hết là chúng tôi phải tuyên truyền người dân cái việc là thủ công nghiệp thì phải chấp hành tốt cái việc thu hồi đất và quản lý quy hoạch phải thật tốt để làm sao dành các cái quỹ đất đủ lớn để làm các khu công nghiệp. Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ có 30 khu công nghiệp, không chỉ tăng gấp hơn 2 lần về diện tích so với hiện tại. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải chuyển đổi sang công nghiệp xanh theo đúng quan điểm mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững. Trong thời gian tới thì cũng phải chú trọng việc lựa chọn lập quy hoạch và xác định một số những khu công nghiệp mà phải là khu công nghiệp sinh thái, thì trên cơ sở đấy thì cũng xác định làm xanh hóa khu công nghiệp, chú trọng đến cái vấn đề về cây xanh hay là vấn đề về cái hệ thống tiêu thoát nước, hồ điều hòa. Khi lựa chọn thu hút đầu tư thì cũng phải chú trọng liên quan đến những dự án mà thân thiện môi trường và những dự án mà công nghệ kỹ thuật cao. Quy hoạch vừa được công bố cũng đang tạo niềm tin, khí thế mới cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên, đáp ứng kỳ vọng đưa Hưng Yên phát triển, góp phần làm nên kỳ tích sông Hồng như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh. Tối qua, ngày 7 tháng 7, tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, Nhà hát ca múa Nhạc Công an Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên. Chương trình nghệ thuật có chủ đề Hưng Yên một khúc sử ca với 13 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc hấp dẫn do các ca sĩ diễn viên Nhà hát ca múa Nhạc Công an Nhân dân thể hiện. Các tiết mục với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thể hiện niềm tự hào về mảnh đất Hưng Yên văn hiến tươi đẹp. Qua đó, góp phần khích lệ động viên cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Khu công nghiệp Sài có diện tích trên 143 ha. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng được khoảng 82 ha, đạt 57% và đã tiếp nhận 18 dự án đầu tư. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và được sự quan tâm của tỉnh ủy, đưa khu công nghiệp sạch vào danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nên chỉ trong vòng một năm, khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích của khu công nghiệp. Chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng được khoảng 82 ha, đạt 57% và dự kiến trong năm 2024 sẽ hoàn thành đầu tư đồng bộ toàn bộ hạ tầng của khu công nghiệp. Bên cạnh đó, khu công nghiệp đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải với công suất 4.100 mét khối một ngày đêm, đã hoàn thành lắp đặt máy móc giai đoạn 1 với công suất 2.050 mét khối một ngày đêm. Hiện khu công nghiệp đã tiếp nhận được 18 dự án, một dự án DDI và 17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 125 tỷ đồng và 154 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất khu công nghiệp đã cho thuê trên 40 ha, lấp đầy trên 40% khu công nghiệp. Diện tích đất đã có mặt bằng có thể cho thuê hiện nay là 57 ha. Nhờ đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và sự giúp đỡ tích cực của ngành điện Hưng Yên trong hỗ trợ thi công, đến nay 34 vị trí với 53 cột điện truyền tải 500 kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành phần dựng cột, trong đó một số điểm đã hoàn thành việc kéo dây. Đây là 3 khoảng néo thuộc gói thầu số 67 được hoàn thành sớm nhất trong tổng số 53 cột điện của toàn tuyến trong xây dựng đường dây tải điện 500 kV mạch 3 tại tỉnh Hưng Yên. Theo đó, các cột số 317 đến 319 thuộc gói thầu số 67 đã hoàn thành kéo cáp kết nối với trạm 500 kV xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm. Với phương châm tranh thủ thời gian, mặc dù đã giữa trưa hè, các công nhân vẫn cần mẫn làm việc với các công đoạn cuối cùng trong dựng cột. Gói thầu số 67 với 12 vị trí
17 cột điện được thi công là gói thầu nhanh nhất trong 3 gói. Thì công trình ở đây 500 km mạch 3 đã thi công đến giai đoạn cuối, còn một bước nữa là kéo dây. Cái việc đền bù giải phóng mặt bằng tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ chúng tôi rất tốt. Tôi rất cảm ơn công việc tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ. Và bên cạnh đó thì công ty điện lực Hưng Yên cũng đã hỗ trợ rất tốt trong việc cắt điện để bọc online những cái giao chéo. Ngày 31 tháng 5, hai địa phương có đường dây tải điện 500 kV mạch 3 đi qua là thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm đã bàn giao hành lang tuyến cho chủ đầu tư dự án, là dấu mốc quan trọng góp phần giúp các nhà thầu thi công yên tâm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thời gian đóng điện, kiểm tra vận hành, nghiệm thu đi vào sử dụng. Với sự nỗ lực của chúng tôi cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của người dân có phần đất đối với đường điện đi qua, thì chúng tôi cũng đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư vào ngày 31 tháng 5. Xác định một cái nhiệm vụ được giao là anh em sẽ tập trung cao từ lãnh đạo địa phương ở thôn xã rồi là ban quản lý, thì chúng tôi tập trung để thực hiện dự án triển khai gấp rút, thế nhưng mà cũng rất là đảm bảo cái tiến độ là đến 31 tháng 5 chúng tôi đã bàn giao 100% mặt bằng. Được biết đến ngày 7 tháng 7, địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện còn 5 cột điện đang ở công đoạn cuối cùng để hoàn thành lắp cột thuộc nhà thầu Công ty Cổ phần Cơ điện Việt Á, và 2 cột của nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây lắp điện 4 Sông Hồng. Dự kiến đến ngày 9 tháng 7 tới thì 100% cột sẽ hoàn thành việc lắp đặt kết cấu thép để chuyển sang công đoạn kéo dây cáp điện và cáp viễn thông. Theo đó, đảm bảo đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao là trong tháng 7 này sẽ tiến hành kiểm tra, làm thủ tục vận hành kỹ thuật, nghiệm thu, hoàn nguyên môi trường và khánh thành dự án, đưa đường dây tải điện 500 kV mạch 3 vào hoạt động. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng điện thoại mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mặc dù các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, thường xuyên tuyên truyền cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, tuy nhiên tình trạng người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Giữa tháng 5 năm 2024, bà Chu Thị Cơi và chị Nguyễn Thị Hồng Vân cùng chú tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, là chủ cửa hàng kinh doanh đóng tại thị trấn Như Quỳnh, đều nhận được cuộc điện thoại gọi của các đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan thuế với nội dung yêu cầu bà Cơi và chị Vân đến hoàn thiện thủ tục cập nhật kê khai thông tin về doanh nghiệp cá nhân lên cổng thông tin thuế điện tử, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn bà Cơi và chị Vân hoàn thiện các thủ tục đăng ký kinh doanh. Có người bảo là trên bưu điện Văn Lâm cô có một cái đơn hàng, có nghĩa là có một cái hồ sơ để cô đi họp ở chi cục thuế. Nếu cô nhận hồ sơ, cô ký vào biên bản, cô phải mất 800. Thế tớ ấy bảo rằng là sao tớ nhận hồ sơ mà phải mất 800? Thì cứ gửi hồ sơ về đây để tớ lấy số liên lạc ấy để tớ gọi cho chi cục thuế. Thế nên người kia không, cô nhận, đồng ý nhận thì cháu mới gửi bưu phẩm về. Còn nếu cô không nhận thì thôi. Trường hợp của em thì là cũng như của cô đây thôi. Họ cũng gọi điện cho em và cũng bảo là hết 800 nghìn đấy. Xong là em thấy nghi, bảo là để lên chi cục thuế hỏi cho rõ ràng đã. Thế xong rồi về sau là họ tắt máy. Cũng với chiêu trò này, anh Sinh ở xã Đại Đồng cũng liên tiếp bị các đối tượng giả danh cán bộ thuế gọi điện yêu cầu kê khai nộp thuế. Sau khi gọi bộ phận một cửa của huyện, anh Sinh được tuyên truyền mới biết đó là cán bộ giả danh. Em ra ngoài thuế em hỏi thì bên chi cục thuế họ bảo là tất cả các văn bản thuế hay gì là đều phải ở bên thuế cử người xuống. Chính xác thì mới làm việc, còn không phải qua điện thoại. Thời gian qua trên địa bàn huyện Văn Lâm xảy ra tình trạng một số đối tượng tự xưng mạo danh là cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước như thuế, phòng tài chính kế hoạch, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để mời chào, lừa đảo, dụ dỗ, dọa nạt, yêu cầu ép buộc người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải mua các tài liệu, cài đặt phần mềm, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng. Nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt. Đã có nhiều người bị các đối tượng trên gọi điện đến, nhưng rất may đến nay mới chỉ có một cá nhân bị lừa mất tiền triệu do chưa nắm được các phương thức của các đối tượng. Nhận được thức lừa đó thì chúng tôi đã ban hành cái công văn cảnh báo những người dân cũng như là yêu cầu công an huyện vào cuộc để nắm bắt tình hình cũng như điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định. Trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, các ngành chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ người lạ,
tự xưng là cán bộ các ngành các cơ quan nhà nước, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số chứng minh thư, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.